em chào chị. Thì em cũng xem được trên YouTube á, em cũng thấy kênh anh Phú cũng có quay về chị. Thì hôm nay em xin lại đây mạn phép, thứ nhất là đầu tiên là xin chị để cho em ghi lại cái hình ảnh của mình. Dạ, chị có cho thể cho em biết là chị quê đâu không, chị tên gì? Chị ở Ninh Hòa, Khánh Hòa. Dạ. Chị tình Lơ, Thị Thuận. Rồi, chị. Chị vào trong đây lâu chưa chị? Chị vào vô trong đây là được 15 năm rồi. Mới đầu tiên thì chị không biết đường đi lên Đồng Nai này. Chị đi xuống với Long An á. Chị bán mà nó giúp của chị biết à. Rồi chị mới lên trên Đồng Nai này, chị bán được 4-5 năm rồi. Chứ họ mới đầu tiên thì chị vô đây thì chị ở với Long An á. À, chị bé nó hoài Chợ Lớn á, xong rồi nó mất số của chị hoài, chị nó không tới ăn, chị mới lên trên này, tại chị khổ quá, chị đĩa nhấp ra thì máu có 1.5 tháng thôi, chị nó bỏ cháu đi vô trong Đồng Nai này, chị làm được 15 năm rồi, em biết sao không, tại ở nhà từ thiện á, là nó giúp đỡ cho chị một cái nhà tình nghĩa. Xong rồi cái bão nó bay hết, xong rồi cái chị không có tiền, chị xây lên cái nhà cho cháu ở, chị mới dây cái tiền của chị ở dưới chỗ công ty Mình Tiến này, chị dây dùm đó, là chị dây được 50 triệu, mà một tháng chị trả 5 triệu tiền lãi đó. Mà cũng anh em chị em đồ cũng giúp đỡ cho chị cũng trẻ rồi, tại bây giờ đó chị cũng còn thiếu là 20 triệu nữa thôi đó. Thường tháng chị trẻ 2 triệu tiền lãi. Chị cho em hỏi là chị có gia đình hả chị? Chị có gia đình rồi hả? Chị học kia thì chị ở với thằng kia thì được 10 năm. Mà chị mới điểm nhóc ra 8 tháng rưỡi thôi. Nó bỏ chị trong rồi. Chị bảo con chị ở với hoài. Chị mới vô trong Đồng Nai này chị sống. Là con chị bữa nay thì được 15 tuổi rồi. Và chị cho nó nghỉ học rồi. Tại chị khổ quá, chị không có tiền cho nó ăn học thôi. Cho nó nghỉ luôn. Chị ơi, cái cho em hỏi tới nhị á, cái mình bị hồi nhỏ là mới đây thôi chị? Chị bị hồi nhỏ, chị bẩm sinh ra, chị hồi nhỏ mà ảnh chị về thì ba ngày thì đỡ cho chị chết, mà bỏ ba ngày mà nó mới chết, rồi chị mới sốc tới ngày hôm nay. Chị mới đi bưng chải, chị kiếm sống tới ngày hôm nay. Chị làm gì để sống á? Thì cuộc sống của chị thì chị đi bán vé số thôi, mà chị bán vé số cũng bất khỏe lắm, gặp chúng nó lấy miếng á bà đó. Xong rồi chị đền đồ này nọ hồi đó, chị bất khỏe lắm, chị khổ lắm đó. Rồi mấy anh mấy chị rồi cũng quay đồ lên vậy rồi giúp đỡ cho chị cũng trẻ lại mới vốn rồi cho hồi chị bất ngờ quá trời luôn, chị không có giấc ngủ chút nào hết đó. Chị bán cái số mà nó giúp chị phải dây tiền chị trẻ càng tên, mà tiền đây là 10 triệu trẻ 1 triệu tiền lãi. Rồi mấy anh mấy chị đồ thấy gì giúp đỡ chị cũng trẻ cũng hốt bớt rồi. Em thấy chị ở phòng trọ nè, bây giờ mình ở đây là mình ở với ai vậy ha? Chị ở với vợ chồng của anh kia, mà giờ vợ chồng anh kia đi làm rồi, có một mình chị thôi, thì chị kia thì chị tắm rửa cho chị, ngày chị trẻ 30 ngàn. Dạ. Rồi em muốn biết nha nè, khi mà chị từ Long An á thì chị bán ở dưới, cuộc sống ở dưới, nhưng mà như thế nào mà chị lại chuyển lại lên trên đây? Chị bán với Long An thì nó lấy của chị, biết rồi chị khổ. Là mình nghe điện thoại là mình phải dùng lưỡi hết hả chị hả? Đúng rồi, chị đâu có thay đâu. Rồi ví dụ như cái cuộc sống này nè, em thấy chị hình như là chị tự thân chị phải làm hết đúng không? Đúng rồi, chị đâu có cuông, chị dùng quét, chị làm gì cũng được, mà có tắm rửa giặt đồ thì chị không có làm được thôi. Dạ. Rồi mình có rửa chén đâu được không hả chị? Không, ha? Chị không có rửa chén được, rửa quậy quậy thôi chứ cũng có sạch gì hết. Mà nhờ chị kia chứ làm dùm hết. Tảng sáng thì chị làm trong nhà, chị ra, chị chạy ra sớm thì chị giúp giùm. Sao chị đi miếng thì giờ này chị về chị nằm đây chút, chị về chị bóc không nha. Em thấy cái điện thoại đó, nãy có người gọi chị nghe bằng cách nào chị có làm lại cho em, tụi em nhìn được không chị nha? Thì chị bấm cái gì? Dạ rồi. Chị... lấy cái lưỡi đè vô. Dạ, vậy là chị nghe. Chị là nghe. Khi mà nãy giờ cũng tắt cũng vậy luôn. Chị, hàng ngày là mình bán được bao nhiêu tỷ số chị ha? Thì cái hồi chị đi luôn giấc tối á, thì chị vô đông em nhậu rồi cũng gặp anh chị đồ, cô chú đồ cũng, chị cũng bán được 300, cái hồi được 200, cũng vô chừng à.
có khách nhiều thì chị bán được 300-400, còn không có khách thì chị bán khách trăm mấy à. Chị đi giấc tối thôi chứ bằng ngày chị bán nhiêu, bằng ngày ngồi cả ngày 7 giờ sáng mà ngồi miếng cơm. Hồi nãy mà em gọi chị á, thì đó chị gì á, là được khách trăm mấy à. Một trăm mấy chục tờ hả chị hả? Vậy chị như trăm mấy chục ngàn thôi. Trăm mấy chục ngàn. Dạ. Có hồng, ta lấy dính đồ sơ ý đồ, cũng mất, cũng mượn mấy, cũng mấy tấm tờ, 6-7 tờ. Có, chị cười khi chị lên đây có bao giờ bị giật chưa? Giật chị 3 lần rồi đó, chị mới mắc nợ đi, xong rồi mấy anh mấy chị thấy vậy, xong rồi thằng vừa gì đó, nó lên nó quay cho chị, xong rồi mấy anh mấy chị thấy vậy giúp đỡ cho chị trẻ á. Dạ hả chị? Dạ rồi mình cứ chị đi bán ban đêm á, thường thường là nó dễ. Đúng rồi, chị bán ban đêm mà điều chị dặn giá ốc, giá cua rồi trong quán không đồ, nó lỡ chân lỡ cắn. Ồ vậy hả chị? Thì đó, nó làm độc dạ, cho đây chân là của chị. Chân của chị nè mọi người. Nó làm độc nè, ngày em quay giờ mấy chị nó thôi bây giờ chân cắn là vậy thôi, đi khám coi. Rồi mình không có gì lót hả chị? Không, chị lót thì thấy mà trời nắng thì chị hơi sạch một xí, mà trời mưa thì chị dơ lắm. Trời, chị nói thiệt em á, trên đầu không ai phụ nữ khổ bằng chị nói thiệt em á. Chị đi vô trong này 15 năm mà mất đầu chị vô, chị đâu có ngàn nào đâu. Rồi chị xin chị đồ, chị kia chị thấy gì, chị trao được 2.6 triệu, chị mới mua số lên chị bán. Bán rồi nó giật, thì giật thì chị dây ra, chị trả nợ ra đồ, rồi vừa nó quay lên, rồi mấy anh mấy chị giúp đỡ cho chị trẻ hết. Chứ hồi chị nói thiệt em, chị quất khỏe lắm. Em rất là khâm phục cái nghị lực của chị. Đúng. Dù chị em xin lỗi câu tật quyền, dù chị đúng bị rồi. Nhưng mà chị cái nghị lực, đôi khi những người mà lành lặn chưa chắc nghị lực bằng chị. Đúng vậy. Em thì tụi em lên đây á, tụi em đầu tiên là bước vô phòng chị á, khi mà nhìn qua hình ảnh á thì nó bình thường. Nhưng mà tới phòng này thì chắc chắn anh em ở đây thì ai cũng dâng trào một cái gì đó. Đúng rồi. Mà nói chung là tụi em rất là khâm phục. Cũng còn thí dụ như con cái ở ngoài, hiện giờ mình gửi hồi quê á chị, thì ai nuôi cháu ngoài đó hả chị ha? Ngoại thì hồi kia thì nó còn nhỏ thì chị bỏ cho ngoại nuôi, thì bữa nay nó lớn rồi. Thì nó đi vô nó cũng thăm chị cũng gọi điện thoại về nắm biết à. Thì có ít, chị có ít mà nhiều, chị có nhiều về trong ngoại. Cháu lớn chưa chị? Cháu là được 15 tuổi rồi, chị đi được 15 năm rồi. Hồi chị nghĩ nó đi, nó tháng rưỡi chị đi chứ mấy đâu. Chị có thường về thăm cháu không? Không, chị về 2 năm nay chị làm, không có tiền, chị không có gì. Chị ở trong này. Chắc lúc đó trong lòng mình nhớ cháu lắm. Đúng. Thì nó cũng chạy vô chị. Nó chạy vô chị, nó chơi 2-3 bữa thì nó về. Mẹ chị ra thì nó vô đây nó nằm đây, chứ chị đi làm suốt mà chị không có nhà. Nó nghỉ tạo cho con, nghỉ lâu lâu nó vô mà nó đóng cửa, nó nằm trong phòng mình á, chiều khoảng 4 giờ. Rồi chị về, chị mua nãy nọ cho nó ăn thôi, chị đi tiếp khoảng 5 giờ chị đi nữa. Đi miết tới 10 giờ rưỡi chị mới về. Chị có ý định là rước cháu vô đây ở với chị không? Thì bây giờ thì chị cũng biểu nó vô ở với chị, mà nó mẹ đi miết không, mình cô ở nhà buồn không, nó vô rồi đó, nó cho bạn bè có quại có đồ nó vui. Còn hôm nay thiệt ra chứ chị ở đây tới chiều chị về xíu, bây giờ chị đi nữa rồi 10 giờ rưỡi chị mới về. Thường ta nói là cái tấm lòng của một người mẹ. Đúng rồi. Mà không ai thương con bằng mẹ. Đúng. Rồi mỗi lần khi mà chị nhớ cháu thì lúc đó chị như thế nào chị ha? Thì chị điện thoại cho nó thôi. Chứ chị cũng thương nó lắm, là điều chị khổ quá. Chị quất khỏe lắm. Chị mới bỏ nó, chị mới vô trong này. Chứ mẹ phải thương con chứ đâu có bằng che thương con đâu. Mẹ mới thương con chứ còn che đâu có thương. Mà điều chẳng qua chị khổ quá, chị mới vô trong này. Vậy alo. Em thấy có clip mà chị vo gạo nữa. Đúng rồi, chị nấu cơm. Nhưng mà cái này thì chị có thể lau nhà được không? Chị lau nhà được. Dạ. Chị lau được, mà chung như chị lấy cái gì nè, chị lau cái gì nè. Thấy không? Chị lau được hả? Chị kẹp gì chỗ cổ nó có bị đau không chị? Không, nó không có đau. Chị biết nhà, chị lau nhà, chị nấu cơm. Là nãy giờ mệt quá không có nấu cơm. Chút đi vô quán, cái người cho chị ăn. Chị ơi, rồi khi rồi chị nằm võng á, nằm võng thì sao?
chị đúc đồ đâu chứ. Dạ đâu đâu chị có thể thực hiện lại cho tụi em thấy, cho khán giả cùng nhìn không chị? Đây là hình ảnh mà chị vẫn sẽ nằm võng này. Cũng hơi khó khăn được, hơi khó khăn được. Chị lên làm gì đó? Là chị xuống như vậy. Ta xếp chị vậy, chị xuống như vậy. Lúc đầu mình lên giống như tập nhau lên giống có khó khăn gì chị? Không, cột ta vừa thôi. Là chị ngủ bằng giọng luôn? Nằm giọng mà. Ủa vậy quanh năm suốt tháng nằm giọng ngủ? Từ hồi giờ nằm giọng mà. Em tưởng là chị nằm dưới đất chứ. Thôi chị nằm giỏng mà. À tối về là chị leo lên giỏng chị ngủ. Ừ. Dạ. Tối về về lên giỏng chị ngủ thôi. Dạ. Chị đâu có nằm đất được đâu. Nằm đất chị dậy không có rõ. Dạ. Ủa bà chị kìa, chị uống nước chị uống nước chị thế nào chị? Chị nhờ người ta múc thôi. Dạ. Chị không múc nữa. Tắm xong mình vẫn để cho mình uống được đúng không? Ví dụ mà chị ở nhà một mình như thế này đi, không nhờ được ai thì chị sẽ uống kiểu gì? Thầy chị vâng như vậy. À, có ai thì chị vâng như vậy thôi. Và cũng được nhưng mà nó hơi khó khăn hơn đúng không chị? Chị vâng như vậy. Trời, quá là giỏi, quá là giỏi, cầm phục chị luôn. Quá tuyệt vời. Ngoài những cái mà chị mới làm thì chị có thể làm cái gì khác ngoài cái đó không? Chị nó cuốn thôi, chị không có làm gì luôn. À, em có nhớ một cái rất là đặc biệt này. Đó là chị... Sắc cái dài. Chị cắm cái phích điện. Cắm phích điện đúng không? À, đó điện đó. Nhưng mà cái này hơi nguy hiểm nhỉ? Tắt điện đi. Thôi, nguy hiểm. Nhưng mà mình tắt cái dây điện đi rồi bảo chị thử cắm thôi. Đúng rồi. Nó hơi nguy hiểm một chút nhưng mà sẽ tắt điện đi rồi chị có thể biểu diễn. Em đúc rồi. Một lần nữa cho tụi em cũng như là khán giả xem. Đó, giờ đóng bên lá cúc vô điện ra. Đây, mọi người coi nhá, đây là cái hình ảnh mà tụi em đã ngắt điện rồi, đây chị chỉ là tượng trưng thôi, đó. Chị sẽ đó, cắm điện này. Đó. Wow, rồi, nhiều. Dạ. Chị bắt cung như vậy. À, bật cơm bằng lưỡi luôn. À. Nói chung là nhắn nút điện thoại bật cơm đều bằng lưỡi. Dạ, luôn. Dạ. Cái gì cũng là bằng lưỡi thôi. Dạ. Sớm chị chặn bánh lên cho chị bà đi xin nãy á, mặc áo ràng á. Sáng sớm chị xuống chị chặn bánh lên cho chị chở đi bác. À, chị Thuận ơi, em có một cái góp ý này nè. Bây giờ chị nên tạo một cái tài khoản, mình không có nhờ ai. Như nãy em nói chị vậy đó. Thì thứ nhất á, bây giờ giả thật chị người ta, ví dụ như em tụi em tận mắt gặp chị thì tụi em sẽ tin chị là thật. Nhưng ví dụ như có những người ở xa người ta sẽ, nếu mà chị cứ nhờ một tài khoản không phải của mình á, người ta sẽ rất là đắn đo khi mà muốn giúp đỡ chị, sợ nói chung là mọi thứ. Em xin phép em không nói cái sợ là cái gì, nhưng mà người ta sợ là thứ. Nhưng nếu ngày mai chị chịu thì em và các anh em ở đây sẽ chở chị ra ngân hàng và chị mở một cái thẻ. Có tiền nhiêu cái mình cứ ra ngân hàng nhờ những cái cô và ngân hàng á, người ta không ai mạnh thường quân, người ta chuyển tới cho chị. Thì chuyển ngay số tài khoản của chị và tên của chị thì chắc chắn người ta sẽ yên tâm. Nếu mà ví dụ một mình thằng Quân, ví dụ em nói ở ngoài Hà Nội đi, người ta chuyển giúp chị mà đúng tên của chị, người ta chuyển là người ta không có nghi gì hết. Mà thí dụ như mình mượn tài khoản khác thì chẳng khác nào mình để cái sự nghi ngờ lại cho người ta. Bản thân em cũng nghi nữa, nếu mà em không biết chị em cũng nghi nữa. Nói, ủa bà này sao mà lấy số điện thoại tài khoản của người khác mà người ta có đưa cho bà hay không? Đúng không? Đúng, thà cái tên của chị. Dạ. Thì ngày mai mấy giờ chị đi bán ha? 7 giờ là chị ra rồi. À vậy ngày mai tụi em cố gắng tụi em lên sớm. Tụi em đây là sẽ chở chị ra ngân hàng. Sẽ tạo cho chị một cái tài khoản ngân hàng. Và để chị có những đồng nhỏ nhỏ đó để tích góp đó. Mình thấy giờ khi mà ốm đau mình cũng có tiền mình ăn. Chứ buôn bán với số thì bữa mưa bữa nắng. Đúng rồi. Dạ. Bây giờ mưa nắng thì chị cũng lết đi đấy. Dạ. Giờ mưa lớn á thì chị không có đi thôi, còn mưa nhỏ thì chị lết đi. Mưa lớn thì chú hồi nãy chú lên chú thu lại cho họ đi bán thì chị không có đi được, tại lết đi nó dơ á. Chú đó cũng tốt lắm, chú đại lý mà chị tốt.
không tốt lắm. Dạ không, nghe cái lời nói ừ, dạ. Đúng rồi. Với hai nữa, cái chú đó có một cái niềm tin em thấy rất là mãnh liệt với đúng, chị. Đúng vậy, dạ. Cái ai mà giấy số mà đỡ 3-4 ngày mà, dạ. Mà lấy đâu. Dạ. À, mà ông đỡ cho chị không 3 ngày, tại chị shop đâu được. Ông cái rảnh đâu, ông lên shop cho chị. Dạ. À, chị đâu có shop được. Ừ. Như ông không lên thì chị cũng xách giả chị đi làm thôi, chứ chị đâu có ấy được đâu. Ừ. Thì ông nhờ ông lên shop giùm. Ừ. Chị đâu có tay đâu. Phải có hai cái tay cũng đỡ. Yeah.